Xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ Khả Năng Ô Tô Giá Rẻ Hải Phòng. Số điện thoại 0326062789. Em Khả Năng Ô Tô xin trân trọng cảm ơn tất cả quý tình cảm của các chú, các bác, quý vị, anh chị cùng toàn thể mọi người đã luôn ủng hộ, đồng hành cùng Khả Năng Ô Tô trong thời gian vừa qua. Khả Năng trân trọng cảm ơn và rất biết ơn với tất cả mọi người đã luôn đăng ký kênh, ủng hộ rồi ấn like, ấn chia sẻ. Nhiều anh em mình biết là chưa có điều kiện mua ô tô nhưng vẫn thích xem và ủng hộ Khả Năng Ô Tô rất là nhiều. Thì xe thì có trăm người bán vạn người mua, nhưng mà em rất là quý cái tình cảm của tất cả mọi người đã luôn dành cho Khả Năng Ô Tô. Trân trọng biết ơn và cảm ơn mọi người. Hôm nay Khả Năng sẽ lên sóng báo giá cho mọi người một những mẫu xe máy dầu bên em, máy dầu Ford Everest, toàn là Everest mà, máy dầu hết các bác nhé. Đấy, thì không bao giờ em nói sai cả, vì nhà em rất là nhiều xe đến mức độ mà mỗi xe anh em có thể lựa chọn đến hàng chục cái, như cái con Everest kia các bác nhìn này. Đấy, một hàng kia thì nát nữa em sẽ quay phục vụ cho bà con luôn. Thì tiện đó thì em sẽ báo giá luôn mấy cái con xe máy dầu bên em. Trong kia còn một số những mẫu xe như Isuzu này, Santa Fe Gold cùng với Kia Carnet máy dầu cùng với con gì nữa nhỉ? Santa Fe, xong rồi con Forte, con Fortuner các thứ là trong kia nhà em còn rất là nhiều. Thì hôm nay em sẽ báo qua cho bà con, cô bác anh chị những mẫu xe ở đây. Những chiếc xe bán tải này thì là cơ sở Quảng Ninh chuyển sang, thì đang trong cái quá trình nâng cấp cái nhà chứa xe, nên là anh em mang sang đây. Và nhà em có rất nhiều bán tải các bác nhé. Cứ quan tâm alo trực tiếp cho Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 hoặc số điện thoại của sư phụ của em, anh Quân Ô Tô, 0364763888. Đấy là hai cái mẫu anh em bán tải, cứ gọi cho anh Quân cũng được nhé các bác nhé. Thì đây hôm nay em sẽ giới thiệu luôn cái Hilux này. Con Hilux thì thương hiệu của Toyota nhập khẩu Thái Lan. Dòng Hilux này nó đẹp lắm, mà máy nó cứ kiểu như Fortuner đấy. Rất là đẹp, đời 2011, hai cầu các bạn, hai cầu nhập khẩu Thái Lan, động cơ 3.0 nhé. Số sàn. Ôi chết rồi, khóa nó đó. Số sàn hai cầu tay, cầu cơ thôi. Đấy, đằng sau thì có một cái thùng có thể nuôi được cá này nếu trời mưa. Anh em thích thì nắp cái thùng gì vào, không thì anh em nắp thanh thể thao thôi cũng được. Cái dòng này thì các bác biết rồi, đằng sau nó chuyên chứa đồ đây, rất là đẹp và không có thủng nhé, chứng tỏ cái này rất là đẹp luôn. Con Hilux này thì nó động cơ 3.0 máy dầu, nhưng nó chỉ số sàn nó chỉ tiêu hao tầm khoảng khuôn 10 lít dầu hay là 8 lít dầu thôi trên 100 km các bạn, tiết kiệm lắm. Bên em chào bán mức giá 401 đấy, nhưng mà có giảm mạnh cho bà con, có ba anh chị luôn. Xe đẹp đấy các bạn, không nổi, không đâm đụng, máy zin nhé. Xe nó ngon như thế, còn những con xe mà đã làm rồi hay là nó đuối đuối một tí thì người ta chỉ bán 37, 36 thôi. Đấy, tiền nào của đấy mà. Như Isuzu cũng thế này. Isuzu D-Max thì nó cũng là dòng xe máy dầu nhập khẩu về. Nó thương hiệu của Nhật. Và nó nổ khá là to, to hơn những con xe khác. Chính vì thế đời 2009 thì bên em chào bán mức giá là tầm 285. Còn bớt cho bà con nhiều, cho bà con bác chị nào quan tâm. Còn bớt nhiều luôn nhé, nội thất rất là đẹp. 285 triệu. Isuzu D-Max máy dầu đời 2009, lăn bánh lần đầu 2010. Nội thất rất đẹp luôn. Cầm tầm tiền 2.7 anh em có thể alo ngay cho Khả Năng nhé. Nhưng mẫu xe này thì thiện chí là có bớt có bán cho bà con có máy chị ngay, đăng kiểm tháng 1 năm 2023. Đấy. Dòng này anh em hỏi động cơ thì nó là động cơ 3.0, nó giống con Hilux kia nhé. Đấy. Và giá nó tiền nó thì em đang nên biết tại cửa hàng là mức giá là 285 triệu. Tên tư nhân, biển Hải Phòng, quê em đây. Anh em mua về chở hàng chở đồ rất là ok luôn. Dòng này bền lắm. Nhưng máy nổ hơi to, to hơn con Hilux này nhiều. À, to hơn con Banger là đúng rồi. Đây thì nếu mà so sánh thì em sẽ thích con Navara này hơn. Navara cũng thương hiệu của Nhật, Nissan Navara đời 2011 các bác nhé. Biển Lạng Sơn, tên tư nhân. Khả Năng đang chào bán mức giá là 338 triệu đấy, nhưng mà thật chật mèo con các anh chị là tiền nào của đấy thôi. Con xe này nó zin toàn bộ luôn, máy số thân vỏ zin hết. Keo chỉ zin 100% luôn, bao trách hãng thoải mái cái dòng xe này. Con này hai cầu đi sướng lắm anh ạ, hai cầu. Động cơ 2.5 số sàn nhé. Và Khả Năng đang chào bán mức giá này, để cho bà con 318 triệu bao rút hồ sơ luôn. Giảm mạnh nữa anh em nào quan tâm Mano thu hồi vốn nhé. Đấy, tiếp theo là một chiếc Ranger đời 2010 đăng ký lần đầu 2011. Con này nó là Wiretech động cơ 2.5. 2.5 ngày xưa thì Wiretech nó là số sàn đây. Và hai cầu. Bên em đang chào bán với mức giá là 315 triệu đồng, hai cầu cơ đây. Đấy, Ford Ranger vua bán tải. Với cửa tiền 301. Con này chưa chắc ngon bằng con Navara này đâu các bác nhé. Anh em đến chạy thử sẽ biết ngay.
đằng sau có thể chở hàng, đằng trước thì anh em chở người, 5 chỗ ngồi bình thường. Đăng kiểm mới cho bà con các anh chị luôn nhé. Và đây là cái nhân vật chính của Khả Năng Ô Tô muốn giới thiệu này. Rất nhiều, rất nhiều những mẫu bán tải và những mẫu xe Ford Everest bên nhà em, 2, 4, 6, 8, 9 chiếc các bác nhé. 9 chiếc Ford Everest ở bên nhà em. Tất cả đều sử dụng máy dầu, không chạy máy xăng. Dòng Everest này nhớ anh em đừng có tham rẻ mà mua vớ mà máy xăng nhé. Đã từng có bác dính vào máy xăng rồi đấy nhé. Đây này, một loạt những mẫu xe máy dầu cho bà con lựa chọn nhé. Giá tiền từ 200 hơn đến 400 hơn này. Ở đắt nhất thì chắc là có con xe đời cao nhất này, đời 2014, máy dầu Ford Everest biển Nam Định, tên tư nhân. Đấy, chiếc xe mang nước sơn màu đen rất là đẹp, nốp náp mới đẹp. Các bác nhìn này, máy zin nhé, máy số zin nhé các bác nhé. Con xe này máy zin nó khác hoàn toàn những chiếc xe khác ở đây. Đấy, máy zin từ mặt dàn cò zin đi luôn, chưa làm máy, chưa hạ máy luôn. Mới đét luôn. Túi khí, phanh ABS, keo chỉ, zin hết. Máy nổ êm như máy xăng luôn. Nội thất thì đẹp. Đấy, không đâm đụng va chạm gì. Có quẹt nhẹ và ghim vỡ cái đèn này thay thôi, còn đâu là rất là đẹp luôn. Anh em nhìn này. Đây, đẹp chưa? Màn hình Android, cam hành trình, cam nùi, trần nỉ nguyên bản, nội thất như mới luôn. Đấy, chiếc xe này thì động cơ này nó là 2.4 đấy, nên là nó tiêu hao tầm khoảng khuôn 7 lít dầu, 8 lít dầu trên 100 km các bác nhé. Rất tiết kiệm luôn. Anh em là mua dòng này về chạy dịch vụ quá ok. Dầu bây giờ khoảng tầm 22.000 nhỉ. Đấy, khá là ngon. Và những dòng xe máy dầu này nó bền đấy, bền nhé các bác nhé, bền lắm. Em báo giá qua thôi, anh em nào muốn quan tâm thì alo trực tiếp vào Khả Năng này. Giá nên biết được cửa hàng đang bán khoảng tầm 470. Nhưng mà em sẽ để anh em tổ bảo vệ đoàn 295 này. Đấy. Nói chung là con xe này nó rất là ngon luôn. Em sẽ bán mức giá là 469 triệu cho bà con. Bớt nhanh cho bà con, các anh chị nào muốn quan tâm alo cho Khả Năng Ô Tô. Liên hệ ngay nhé. Giá nào cũng bán những cái mẫu xe ở đây. Bán hết để làm gì? Mua con mới về vụ bà con cho nó đẹp nhỉ. Ford Everest thì nó rất là nhiều yêu. Sơn xi máy gầm cực kỳ ngon luôn. Đây, anh em nhìn thấy con Ford Everest này nó rất là gồ ghề. Trên nóc anh em có cả giá để đồ đây, cùng với cả đằng sau có thêm cái cản chống nùi chống va đập, cùng với ốp bậc lên xuống này. Con xe này thì mang nước sơn màu hồng phấn, đời 2008, số tự động, biển Sài Gòn nhé các bác nhé. Đã rút hồ sơ cầm tay rồi. Biển Sài Gòn thì em mua về chuyển về đây là em rút hồ sơ luôn. Biển 51. Đấy thì các bác người Hà Nội có thể vào tên không mất tiền biển. Anh em nào người biển tỉnh thì vào tên trong vòng một ngày, một buổi sáng này em sang tên cho các bác ngay. Và giá bán thì em đang niêm yết tại cửa hàng là 318 triệu, bớt ngay chục triệu cho bà con các anh chị nào muốn quan tâm. Alo cho em Khả Năng qua số điện thoại 0326062789 nhé. Khoang máy nhìn rất là đẹp, sạch sẽ, khá đẹp mắt và sạch sẽ các bác nhé. Này, đấy. Rất là ngon luôn. Đấy, con này số tự động thì duy nhất thì nó lên máy mới và nó giống cái máy của con bên cạnh này. Đấy. Thì để xem máy cũ em sẽ chỉ cho bà con. Kia máy cũ bên này. Còn bên này thì nó là chiếc xe biển Hà Nội mới về bên em này, cũng là cái máy mới rồi. Form dáng thì nó hao như nhau hết các bạn. Chỉ có form cũ này như 208 thì nó form cũ thôi. Form cũ thì cái đèn nó như này. Đấy. Nhưng số tự động thì nó lại được sử dụng máy mới nhưng mà vẫn là form cũ. Còn số sàn thì nó được đời 2009 thì nó lên cái đèn mắt xích như này rồi. Đấy. Này thì có thêm đèn bi này, đèn bi dưới, đèn bi trên và cái đèn bi nét ở trên này. Anh em đã độ full đồ chơi rồi, anh em nhìn thấy không? Và cái phone này là đời 2012 và bên em chào bán mức giá là 438 triệu đồng. Phiên bản số sàn nhé các bác nhé. Số sàn biển Hà Nội tên tư nhân, động cơ 2.4 và 7 chỗ ngồi. Đăng kiểm tháng 1 năm 2023. Xe có giá lóc đầy đủ, này, có bậc lên xuống này. Đồ chơi phụ kiện, ôi phiên bản số tự động luôn. À, khán giả kênh của Khả Năng Ô Tô thì thường xuyên không quan tâm đến dòng máy Everest lắm nên đôi khi mình cũng không ít quay đấy. Nên là những mẫu xe này thì mới về mấy ngày thôi thì cũng chưa quay lại cho bà con các anh chị được. Thì cái mẫu xe số tự động mà với cái đời 2012 mà giá tiền nó như này là rất là hợp lý các bác nhé, rất là hợp lý luôn. Và bên em chào bán mức giá là 438 triệu đồng, giá quá hợp lý cho bà con các anh lựa chọn này. Trần nỉ các thứ nguyên bản cho xe nhé, keo chỉ zin này, biển Hà Nội. Đấy. Na răng mới này.
biển Hà Nội đây anh em có thể giữ biển sử dụng luôn. Không thì các bác sang tên đổi biển em sẽ hỗ trợ rút hồ sơ. Còn bớt hồ sơ cho bà con các anh chị luôn. Đây thì em tập trung lên đây cho nó tránh va vào tiếng nhau thì nói cho nó dễ nghe này. Dưới này thì còn khá nhiều những mẫu xe, những cái mẫu đèn dưới này là đời 2009 giờ xuống này, 2008 giờ xuống này. Đấy, thì giá nó chỉ hơn 200 thôi. Thì đây là một chiếc Ford Everest đã rút hồ sơ cầm tay rồi. Những mẫu xe mà em đã bỏ ra đây thì phục vụ cho bà con các anh chị đây thì hồ sơ cầm tay nhé. Chiếc này đời 2007, bên em chào bán mức giá là 268 triệu đồng. Đời 2007. Máy dầu, còn máy xăng nó chỉ tầm 150 thôi. Keo chỉ zin luôn, sơn xi sạch sẽ. Gốc ở đâu thì em sẽ kiểm tra luôn cho bà con luôn. Chiếc này biển 37A29946 nhé. Nó là phiên xe mà biển Nghệ An, tên tư nhân. Máy dầu, động cơ 2.5, số sàn. Bên em chào bán tại cửa hàng với mức giá là 268 triệu đồng và có bớt cho bà con. Về nội thất máy móc thì những dòng xe này chắc máy đời này thì chắc chắn đã làm rồi. Máy này thì làm rồi các bác nhé. Nhưng mà đại tu rồi thì mới là tốt. Đời thấp mà máy nó kém thì anh em nên đại tu máy đi. Còn anh em là mà máy đang ngon thì anh em để nguyên đi. Đấy chứ đừng có máy ngon là mang đại tu thì chết. Mà máy đời thấp như này thì đại tu rồi thì anh em cũng không no nữa. Đấy, không phải no về cái vấn đề đại tu máy nữa. Sau này cũng nhàn. Tiếp theo là một chiếc Everest 2 cầu đời 2008, số sàn, động cơ 2.5, 7 chỗ ngồi. Bên em chào bán mức giá là 298 triệu đồng, gần 300. Cái dòng này thì anh em cứ đến chạy thử xem máy móc nó như nào thì anh em hãng đoán về xe nhé. Có những chiếc như này thì anh em chỉ mua thường tầm 230 thôi. 230 không muốn mua đấy các bạn. Đời 2008 này, phiên bản số sàn. Nếu mà cuối hay là nếu mà số tự động thì nó sẽ có máy mới. Còn đây là số sàn thì nó chỉ dùng máy cũ thôi. Như máy mới thì nó như này này. Đây. Máy mới thì anh em giới thiệu đây là máy Durator này. TDCi này. Đấy, máy cũ thì nó không có cái nắp như thế. Đây máy cũ. Thì đời cuối 2009 là trở xuống là đầu 2009 trở xuống là nó số sàn là nó là tất cả là máy cũ như này. Và máy cũ máy mới thì cũng như nhau thôi. Cái dòng Everest cũng vậy mà. Dòng Everest cũng tương tự thôi. Với mức giá là dưới 300 thì anh em lấy chiếc này cũng được. Hoặc là các bác có thể tham khảo một số những mẫu xe bên em là Innova đời 2009, 2010 khoảng tầm 230 đến 260 nhá. Nếu xe có dịch vụ đời 2009 thì Innova nó chỉ khoảng tầm khuôn 240 thôi. 230 thôi, 220 cũng có. Còn nếu mà không qua dịch vụ thì còn xe nát thì nó thật với bà con nó mà có người vào bán 2.10 em giảm 160 triệu các bạn. Còn không muốn mua đấy. Nên là xe nó nát thì mua làm gì đâu. Bán rẻ cũng không ai mua đấy. Tốt nhất là anh em lựa cân đối làm sao nó hợp lý được. Ford Everest thương hiệu của Mỹ nhá, sản xuất tại Việt Nam. Tất cả đều sản xuất tại Việt Nam. Đấy chiếc này thì máy móc rất là khô ráo cũng đã làm máy rồi. Và đời thì nó chỉ đời khoảng tầm 2008 thôi đúng rồi. Như thế là đời 2008. Và biển thì 27 ở đâu? Anh em ở Lai Châu đúng không? Biển 27 Lai Châu, 27A07078 đời 2008 và bên em chào bán mức giá là 298 triệu đồng. Rất là hợp lý đâu. Giá máy dầu thì nó cũng khá là cao. Độ bền nó tốt lắm các bác nhé. Đây form mới đây, form mới anh em đi nhìn thấy đèn mắt xích này. Đấy. Biển 15A69760. Mang nước sơn màu đen. Chiếc này thì biển Hải Phòng. Phiên bản số tự động nhé, đời 2008, chắc chắn là em bán khoảng tầm 320. Tầm tầm đó gì đó. Và form mới.